xe buýt, nỗi muộn phiền của người dân thành phố và đang lâm vào cảnh điều hưu với những mục tiêu dang dở. Bất chấp việc được trợ giá hàng nghìn tỷ, trong vòng 5 năm qua, lượng người đi xe buýt ở thành phố Hồ Chí Minh vẫn liên tục giảm, trung bình là 6,6% mỗi năm. Thường thì tầm 20 mấy vé, 30 vé là nhiều. Tụi em rất là nản mà bây giờ mình biết làm sao giờ. Với cái số lượng xe buýt là trên 2.000 chiếc thì như thế là không chấp nhận được. Sở hiểu, chia sẻ nhưng mà cũng chưa có thể đưa ra được giải pháp vì cái việc này nó liên quan đến vấn đề kinh phí. Trong bối cảnh các dự án metro liên tục bị trễ hẹn, xe buýt vẫn là giải pháp giao thông công cộng chủ yếu ở thành phố Hồ Chí Minh, được kỳ vọng là sẽ giải quyết từ 15 đến 20% nhu cầu đi lại của người dân, nhưng trên thực tế, xe buýt hiện mới chỉ đạt con số 9%, mỗi năm phải trợ giá khoảng 1.000 tỷ đồng mà lượng khách hàng thì vẫn liên tục giảm. Những trải nghiệm thực tế của người dùng có lẽ sẽ lý giải phần nào nguyên do. Huỳnh Hiếu, Phương Trinh và Huy Phạm, ba tình nguyện viên sẽ giúp chúng tôi trong một cuộc thử nghiệm nhỏ nhỏ. Xe ôm, taxi công nghệ và xe buýt. Mỗi người sẽ chọn một phương tiện giao thông để đi từ Đại học Quốc gia đến trụ sở VTV24 ở số 1 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 1. Quãng đường dài hơn 20 km là một trong những tuyến xe buýt đông nhất tại thành phố Hồ Chí Minh với lưu lượng khoảng 30.000 lượt mỗi ngày. Đáng tiếc, con số đang ngày càng giảm. Mọi việc có vẻ không suôn sẻ với những cung đường luôn đông nghịt phương tiện. Nhiều thời điểm xe buýt phải nhích từng chút một. Bởi vì cái điểm đến của mình không có trạm xe buýt cho nên là mình phải đi bộ thêm khoảng 500 mét nữa thì mới đến được cái địa điểm mà mình cần đến. Là đây đúng đèn là đây. Cũng đối mặt với kẹt xe, nhưng taxi công nghệ có vẻ mang lại cho Phương Trinh trải nghiệm thoải mái hơn rất nhiều. Cô thậm chí còn được đáp ứng cả gu âm nhạc yêu thích. Phương tiện cá nhân thì luôn có lợi thế riêng. Xe ôm công nghệ có thể đi cả đường tắt để đến đích nhanh hơn. Mọi cuộc thử nghiệm đều phải trả giá bằng Việt Nam đồng và giờ là kết quả. Cùng quãng đường, bạn Huy Phạm đi bằng xe ôm mất 100.000 đồng về đích đầu tiên với thời gian 50 phút. Phương Trinh về đích thứ hai phải trả số tiền 200.000 và mất 60 phút. Huỳnh Hiếu sau một chặng xe buýt và quốc bộ chỉ phải trả 7.000 đồng nhưng mất tổng cộng hơn 80 phút. Đối với cái đối tượng là sinh viên thì sẽ chiếm ưu thế hơn bởi vì nó sẽ phù hợp với lại cái chi phí của các bạn sinh viên. Còn đối với những cái người lao động thì mình nghĩ là người ta sẽ chọn cái thời gian của người ta hơn là cái chi phí nó rẻ như vậy. Nếu những trải nghiệm với tuyến xe buýt đông nhất thành phố Hồ Chí Minh chưa khiến quý vị thấy hết sự bi đát của giao thông công cộng ở thành phố Hồ Chí Minh thì chúng tôi muốn nhắc lại một vài con số do Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh cung cấp. 8 tháng đầu năm nay thì toàn thành phố có khoảng 131 triệu lượt khách đi xe buýt, chỉ đạt một nửa kế hoạch, 51%. Trong 5 năm qua thì lượng khách đi xe buýt liên tục giảm trung bình 6,6% một năm. Và cũng trong các năm đó thì mỗi năm ngân sách thành phố Hồ Chí Minh phải chi khoảng 1.000 tỷ đồng để trợ giá cho hoạt động của xe buýt. Càng ít người đi, doanh thu giảm, nhiều doanh nghiệp và xã viên không mặn mà khiến số lượng chất lượng xe buýt cũng giảm theo. Mà ít xe phục vụ thì đương nhiên là tổng lượng khách thì không thể tăng. Vòng lặp về câu chuyện xe buýt ở thành phố Hồ Chí Minh đang khiến đặt ra bài toán nan giải cho các doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ quan quản lý ở thành phố Hồ Chí Minh. Anh Thắng vừa là tài xế, vừa là xã viên hợp tác xã xe buýt, nghĩa là anh có góp tiền vào mua chiếc xe. Thế nhưng chạy cả năm, ngoài tiền lương thì thu nhập từ chiếc xe chẳng được đồng nào, còn lỗ mấy chục triệu. Mình bị rơi vô một cái là khủng hoảng luôn, mình không biết tiền ở đâu để ra. Mình có 26 xe, mà bình quân là xe nào cũng thiếu nợ khoảng từ khoảng hai mươi hơn khoảng nói chung bình quân khoảng xe khoảng 30 triệu. Thường thì tầm 20 mấy vé, 30 vé là nhiều. Như đây chỉ có 30 vé thôi. Nhiều khi về thấy chủ xe người ta buồn cũng nhiều lắm, thấy cũng tội người ta, tại vì xăng dầu này kia nọ rồi ga giờ tăng cao lắm, thành ra giờ xã viên của người ta cũng khó khăn như lắm rồi. Từ năm ngoái đến nay, thành phố Hồ Chí Minh đã có 6 tuyến xe buýt ngừng hoạt động vì ế khách. Nhiều doanh nghiệp, xã viên trông chờ tiền trợ giá sẽ tăng lên để duy trì hoạt động. Đó là những cái khó khăn, mà khó khăn như vậy thì sở cũng hiểu, chia sẻ nhưng mà cũng chưa có thể đưa ra được những cái
giải pháp, vì cái việc này nó liên quan đến vấn đề là kinh phí. Theo Sở Giao thông Vận tải thành phố, đang có 20 trên tổng số 97 tuyến xe buýt không hiệu quả, cần phải có giải pháp ngay. Theo khảo sát của Hội đồng Nhân dân thành phố, vận tốc trung bình của xe buýt ở thành phố Hồ Chí Minh chỉ có khoảng 20 km/h, trung bình thì chở 31 hành khách một chuyến. Những con số đều rất là thấp. Chúng tôi đã tham vấn ý kiến của các chuyên gia đầu ngành cũng như là đại diện các cơ quan quản lý để bàn về lời giải cho bài toán xe buýt hiện nay. Ngay sau đây là một số ý kiến tâm huyết rất đáng lưu tâm. Bây giờ cần phải tập trung nhất, một là xác định cái đối tượng bạn muốn khuyến khích họ đi xe buýt hiện nay là ai. Và mình cần phải có những cái phương thức và cách thức truyền thông đến cho họ, nhưng không thể sử dụng truyền thông một cách truyền thống được, mà phải sử dụng theo đúng cái thuật ngữ marketing hay nói là tìm xem người ta muốn làm cái gì mà đưa đến thông tin cho người ta. Thì mình nghĩ đấy là cái cách hữu hiệu và hiệu quả nhất. Tôi cũng đề nghị thành phố là ưu tiên cái quỹ đất phát triển hạ tầng, và trong tổ chức giao thông thì tạo điều kiện cho xe buýt được ưu tiên lưu thông, tạo điều kiện cho họ đúng giờ. Cách quản lý hệ thống xe buýt hiện nay chúng ta đang quản lý theo kiểu là hợp tác xã, đa phần hợp tác xã, và cách quản lý như thế cũng được, nó phải là những cái công ty lớn chuyên nghiệp, và người ta quản lý xe buýt theo một cách điều hành rất là hiện đại và chuyên nghiệp. Ngoài cái chuyện mà ông chạy đúng số chuyến đúng số giờ rồi, nhưng mà chất lượng cao hơn, sản lượng tăng, thì tôi sẽ được thêm một cái khoản để người ta có cái động lực phát triển, tăng dịch vụ thu hút khách. Thì những cái đó chúng ta cơ chế trợ giá chúng ta hiện nay chưa có được động động, thì những lời người ta chúng tôi đã nhìn nhận và sắp tới sẽ triển khai. Theo quy định, đối với các đô thị lớn như là thành phố Hồ Chí Minh, đất dành cho giao thông trên tổng số diện tích đất đô thị phải đạt từ 20 đến 25%, nhưng trên thực tế con số này hiện chưa tới 9%. Trong khi nhu cầu giao thông ngày càng tăng, đường xá đã thiếu, việc mở rộng theo tốc độ phát triển phương tiện cá nhân là bất khả thi. Tất cả trông chờ vào giao thông công cộng. Chính vì thế, theo cơ quan quản lý và giới chuyên gia, việc giải cứu xe buýt ở thành phố Hồ Chí Minh phải bắt đầu bằng những việc cụ thể. Sẽ là thiếu công bằng nếu không nói đến những nỗ lực của xe buýt. Ví dụ như trạm xe buýt ở Hàm Nghi, nơi tôi đang đứng đây. Nhiều người nói là trông cứ như Tây. Ở đây có bảng điều khiển điện tử rất là đẹp. Ở đây có nhà vệ sinh miễn phí. Ở đây được phân làn đường riêng nên là xe ra vào lúc nào cũng rất là trật tự và văn minh. Đây chính là một trong những việc có thể làm ngay và đang tiếp tục được xúc tiến. Sở Giao thông Vận tải thì vừa rồi cũng đã kiến nghị là tổ chức thêm điểm phân làn riêng cho xe buýt trên hai tuyến đường là Điện Biên Phủ và Võ Thị Sáu. Đây là hai tuyến đường một chiều song song nhau mà giao thông công cộng có nhu cầu lớn nhất tại thành phố Hồ Chí Minh. Việc thứ hai chính là tăng chất lượng dịch vụ. Nỗ lực mới nhất là hàng loạt xe buýt mới vừa mới được đưa vào sử dụng với cái tiêu chuẩn khí thải Euro 5, tiêu chuẩn hiện đại nhất. Nếu bạn có dịp trải nghiệm một số xe buýt mới ở trên tuyến số 19 hoặc các tuyến buýt 5 sao từ sân bay về khu trung tâm, hay là một số tuyến đặc biệt như là buýt đường sông, chắc là bạn sẽ bất ngờ về chất lượng và những trải nghiệm khá thoải mái. Xin lưu ý, trong đó có những tuyến buýt là do doanh nghiệp tư nhân tự đấu thầu, triển khai, quản lý, có tính toán kinh tế đàng hoàng. Những tuyến buýt không cần trợ giá mà vẫn hoạt động khá ổn. Các hợp tác xã vận tải rõ ràng là có thể nhìn vào đó để mà tham khảo. Một nỗ lực khác là việc ứng dụng các công nghệ mới vào hoạt động xe buýt. Chẳng hạn nhiều tuyến xe buýt cho học sinh giờ đã dùng thẻ học đường để thanh toán, hoặc là một số tuyến thì đang thí điểm vé điện tử, không cần dùng tiền mặt. Hé mở một trong những giải pháp quan trọng của giao thông công cộng. Vé điện tử vừa tiết kiệm thời gian, nhiều tiện ích mà sau này lại có thể liên thông, dùng để đi tàu điện metro, thuê xe đạp điện để di chuyển giữa các điểm đến chẳng hạn, vân vân. Có tâm thì tìm giải pháp, tư tâm thì chỉ viện lý do. Theo các chuyên gia, điều quan trọng nhất bây giờ là phải xác định với một cái đô thị như thành phố Hồ Chí Minh, trước khi những hệ thống công suất lớn như là metro có thể đi vào hoạt động thì xe buýt vẫn sẽ phải là lãnh nhiệm vụ chủ yếu, và ủng hộ xe buýt chính là giải pháp khả thi nhất cho giao thông công cộng ở thành phố này.